Với nhiều lợi thế thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là về bất động sản, Bình Dương đang được xem là một trong những thị trường có nhiều tiềm năng, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn, không chỉ trong nước mà còn cả doanh nghiệp nước ngoài. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản Bình Dương hiện nay đang được nhiều doanh nghiệp lớn quan tâm. Bình Dương cũng là đầu mối giao thông huyết mạch kết nối miền Đông Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Ngoài ra, Bình Dương còn được biết đến là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, luôn lọt vào top 10 địa phương thu hút lượng lớn vốn FDI trên cả nước. Hiện toàn tỉnh có khoảng 29 khu công nghiệp đang hoạt động. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hình thành 34 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha. Khi quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh ngày càng eo hẹp và đắt đỏ, cùng với thủ tục đầu tư dự án bị siết chặt, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã chuyển hướng về các địa phương khác để tìm cơ hội đầu tư.